Dạ. chuyên gia có thể là cho em hỏi thăm về cái ngoài cái virus và là vi khuẩn á, lây nhiễm thì có cái nấm nữa. Thì hiện trạng là nếu mà một người mà bị nhiễm về nấm á, bị lây truyền từ thú cưng sang á, thì có những cái biểu hiện gì không ạ? Không thì nấm thì dễ mà mình bị nấm ngoài da chủ yếu, dạ, ngứa gãi ha, nôi chàm chẳng hạn ha. Dị ứng cũng có thể là một cái vấn đề liên quan tới động vật thú cưng cho người nữa, cũng nên nhớ. Xin chuyên gia Hiện cho nay em có hỏi. bệnh ở mình do virus, một bệnh mới khá là mới là virus truyền lây qua ve. Tuy nhiên cũng còn nhiều bệnh trước nữa, nhưng mà cái bệnh này hiện nay thế giới bắt đầu quan tâm do virus, nó gọi là Dengue virus ha, thì nó lây từ ve trên chó, trên mèo, trên thú ăn giả nữa. Nhưng mà ví dụ như con thú ăn giả gì, nó sẽ có ve, nó sẽ đi vùng này vùng khác, nó ve đó nó có thể là rớt vào cỏ, thì chó mèo, giả sử chó mèo hay chó mình nó đi có thể là nhiễm con ve đó vào, thì nó nhiễm vô con chó đó, ve đó có thể cắt trên người nữa, nhiễm trên người chẳng hạn. Đó là một virus mới gọi là Dengue virus. Còn gì Hiện nữa? hiện tại là câu hỏi thứ hai là muốn hỏi tới chuyên gia chia sẻ là về nếu mà những cái tình trạng hiện tại như thú nuôi á, là nhiều bạn trẻ bây giờ người ta có xu hướng là nuôi thú nuôi thú cưng để bầu bạn, thì cái việc mà bạn những bạn trẻ hiện nay ôm hôn thú cưng á thì có nên hay không, và những cái nguyên nhân đó có phải là nguyên nhân chủ yếu để gây ra cái Bình thường này đúng không? truyền lây không ạ? Cái con thú cưng đó mình đầu tiên thì tiếng là con thú cưng mình phải chăm sóc tốt, mình phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, phòng bệnh chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng con thú cưng đó mình không thể kiểm soát 100% giờ giấc và những cái vệ sinh của nó không thể nào được, do đó nên là con người cũng vậy thôi, cũng không phải là ai mình cũng dễ dàng đúng không, do đó là cũng phải sạch sẽ, do đó nên là con thú thì cũng dừng lại mức độ, cũng không nên ôm ôm ấp thì mình cũng phải giảm, có người cũng hôn cũng thấy nó Đúng cũng rồi cũng ạ. không 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 nên à, bởi vì nó cũng có cái hệ vi sinh vật của nó không phải là hoàn toàn giống như mình, hoặc là nó không thể giữ vệ sinh với mình được đúng không, à, do đó là cũng phải vừa chừng, cái nào cũng vậy thôi à. Câu hỏi cuối cùng là em muốn hỏi chuyên gia chia sẻ về những cái hạn chế với lại cái biện pháp mà có thể là mình ngăn ngừa cái tình trạng lây nhiễm, hoặc là mình có thể làm những cái công việc cần thiết để có thể phát sinh và kiểm tra bệnh, phát hiện sớm để mình chữa trị không ạ? À, nó cũng lây qua bệnh truyền lây những người động vật liên quan tới thú cưng thôi đúng không? Dạ đúng Vậy rồi. trước mắt bây giờ là thú cưng thì mình phải xem thử là tại sao mình phải cần nuôi nó ha, cho cải thiện sức khỏe tinh thần con người của mình là mình thích đúng không? Như vậy mình phải đảm bảo được cái tập tính của nó, tức là mình nuôi nó không thể nhốt hoàn toàn được đúng không? Tập tính của nó mà đó sức khỏe và tinh thần của con thú đó ha. Rồi nhưng mà khi mình đảm bảo về tập tính của nó thì nó có nguy cơ nhiễm bệnh từ bên ngoài, thì như vậy mình phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ của nó. Thì hiện nay thú y, hệ thống thú y rất là nhiều về các phòng khám, tuy nhiên không phải là của nó không, mình cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình chẳng hạn, và tránh cũng đừng có quá thái trong cái chuyện là thể hiện tình cảm quá nhiều ha. Thì tức là ôm hôn nó thì nó cũng cũng không nên ha. Tức là ở mức độ nào cho phép thôi ha. Và giữ nói chung là vẫn 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 là thú cưng thôi, nhưng mà cũng không phải Giữ là trong một ừ, cái đúng giới hạn giới nhất hạn định. Tại vì ừ. hiện tại là trường Mình hợp biết mà đối với những người mà bị phát hiện ra ừ. thì nó diễn ra một khoảng thời gian dài rồi, người ta cũng không biết là mình bị nhiễm Đúng rồi, rồi đúng rồi và khi mà ừ. người ta có những cái trạng thái biểu hiện bên ngoài đến nỗi là người ta đi khám da liễu thì mới phát sinh ra những cái ký Thực ra sinh cái trùng. mà em hay đề cập đó là một trong những cái bệnh mà trên người hay bị đó là giun sán đó, do đó nên là phải định kỳ sổ giun cho giun cho người cũng vậy, cho xin lỗi cho chó mèo cho người ha. Tại vì nó sống chung với mình mà à, Cảm à thì ơn. cảm ơn.